chém kình nhát dao. Đối với ngươi, bổn vương không tiếc sức. Đa tạ bệ hạ. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Cô ta đang viết gì? Đọc lên. Chọn nhân tài, chọn người có trí, đề phòng những tên gian thần. Dừng. Bệ hạ, bệ hạ, không được lại gần yêu nữ này. Bệ hạ. Đây chính là Võ Hầu binh pháp trong truyền thuyết vẫn nói đây sao? Cầu xin người, dân nữ không dám tay không mà đến, nguyện dâng hết toàn bộ binh pháp lên cho người, chỉ mong đổi lại sự bình yên cho Bất Trắc Dương. Cuối cùng ngươi cũng đã nói ra. Lôi vào biết bao đại nghĩa quốc gia, bình yên xã tắc, luôn miệng nói là vì giang sơn đại tấn ta. Suy cho cùng cũng chỉ mò mẫn trước khi hành động. Trong mắt trong tim chỉ có một Trấn Bắc Dương. Ngươi có biết nơi mà ngươi đang đứng đây là triều đường của đại tấn ta, mãn đường là thần tử của đại tấn ta? Có ai mà không biết Trấn Bắc Dương là nhân tài, là cánh tay phải của đại tấn ta? Sự an nguy di phục của đệ ấy, bổn vương và các đồng liêu của đệ ấy lại không hề hay biết. Lại cần một tỳ nữ nhỏ bé như ngươi lấy tính mạng ra để bảo vệ. Rốt cuộc là Tư Mã Hoàng Tam đây bội không có đạo đức, khiến cho triều cương điên đảo, hay là Bạch Xính Đình cô ngang ngược tự kiêu, không biết trời cao đất dày? Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Bệ hạ, ngươi dằm rồi. Quốc là quốc, quân là quân, không thể chỉ bận tâm cá nhân người có chịu khó quan tâm đến việc triều chính hay không. Đại ca cần có người trên kẻ dưới hợp lực, thế lực cân bằng, thay trời hành đạo. Chọn người tài mưu trí và giỏi hầu binh như gọi đó, là quân ẩn thân hiện, trên tỉnh còn dưới mạnh. Như vậy mới có thể trị loạn, quan quân không loạn, yên lòng dân.
đâu vào đó thì mới có được vững bền yên ổn. Phóng tầm mắt ra nhìn thiên hạ hiện giờ, tranh giành quần chúng, chiến sự tứ phương, dân chúng đại tấn giàu có, binh hùng tướng mạnh, quần chúng tề tụ đông đủ, lại thêm sức mạnh to lớn của bệ hạ được thịnh dư như hôm nay, sau này nhất định sẽ có ngày thống nhất thiên hạ. Dân nữ một đời phiêu bạc, mạng như cỏ rác, hôm nay thành tâm thành ý dâng vở hầu binh thư, không phải vì chuyện tình cảm riêng tư của nhi nữ, mà là vì thực lòng cầu phúc cho bệ hạ có thể sáng suốt cai trị, rồi xây dựng nên một thái bình dân gian không có chiến tranh đau khổ. Phúc họa luân phiên, lúc thịnh lúc suy, Trấn Bắc Dương là nhất phiên bảo kiếm, ông trời ban cho người để nổi danh sử sách. Bệ hạ bao dung rộng lượng, ắt sẽ dung thứ cho người. Hôm nay dân nữ đến đây, vừa là để kết thúc chuyện của hai vị hoàng tử, lại có thể nêu lên tâm nguyện của dân chúng trong thiên hạ. Tâm nguyện đã hoàn thành, xin bệ hạ hãy ban cho dân nữ cái chết để làm an lộc dân nữ. Trấn Bắc Dương bê mùi chị ngươi, hôm nay bổn dương cũng đã hiểu ra vài phần. Nhưng mà ngươi cho rằng thật sự bản dương sẽ bận tâm đến một cuốn binh thư vô dụng đó sao? Tự ngươi cho rằng ngươi thông minh hơn người, nhưng mà việc duy nhất ngươi đã nhận nhầm chính là ngươi đã xem nhẹ bổn dương rồi. Bổn dương sao lại giết chết Trần Bắc Dương được chứ? Kẻ bổn dương muốn giết từ đầu đến cuối chỉ có ngươi. Kẻ luôn miệng nói mong muốn thiên hạ thái bình như ngươi, kẻ khiến Sở Bắc Tiệp rối loạn tâm trí càng trở nên mạnh mẽ hơn, kẻ khiến cho bổn dương ngồi trên dương tọa nhưng lòng như lửa đốt, không phải đệ ấy mà là ngươi. Đáng tiếc ngươi chỉ là một nữ nhân, không thoát khỏi được số mệnh đâm đốm lao vào lửa. Bản dương nhốt hắn ta lại, ngươi liền đến đây thực. Nếu ngươi đã một lòng xin chết, được, vì bổn dương đồng ý với ngươi. Bệ hạ anh minh, được như vậy thần không còn gì mong hơn. Bổn dương cho ngươi được tội nguyện, ngươi cũng phải đáp lại tâm nguyện của bổn dương. Bổn dương muốn ngươi chết ở dưới kiếm của đệ ấy. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tấu chứng bệ hạ, đứng dậy đi. Trong triều lan truyền, Trấn Bắc Dương cấu kết với yêu nữ, mưu hại hoàng tử, ý đồ muốn tranh đoạt hoàng vị. Dung bổn dương biết rõ tấm lòng trung thành của Trấn Bắc Dương, ắt sẽ không tin những lời đồn. Bây giờ hung thủ đang đứng trước mặt ngươi, Trấn Bắc Dương buộc phải kiên trì không tha, làm theo dương pháp đối với hung thủ. Trấn Bắc Dương, giết chết yêu nữ này! Trấn Bắc Dương, giết chết cô ta! Giết chết yêu nữ này! Giết cô ta! Giết cô ta! Giết cô ta! Giết chết yêu nữ này! Giết cô ta! Giết cô ta! Giết cô ta! Giết chết yêu nữ này! Giết cô ta! Giết chết cô ta!
Giết cô ta! Giết chết cô ta! Không thể giữ cô ta lại! Giết chết yêu nữ này! Giết cô ta! Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng để làm sáng tỏ. Người chế thuốc độc là nàng. Phải. Người hiến kế lừa binh trước kẻ địch cho lương quân cũng là nàng. Phải. Hạ lệnh bố thuốc độc giết chết hai hoàng tử cũng là nàng. Phải. Giết cô ta! Giết cô ta! Giết cô ta! Mau lên Trấn Bắc Dương! Không thể giữ lại yêu nữ này! Giết cô ta! Giết cô ta! Trấn Bắc Dương! Giết cô ta! Trấn Bắc Dương! Nếu biết là sẽ chết, cớ sao còn làm? Giết cô ta! Giết cô ta! Nhìn ta đi! Bệ hạ, Bạch cô nương đến đây là vì muốn cứu ngươi. Là cô ta một lòng muốn chết. Chuyện này không liên quan đến Quỳnh. Quỳnh mau đi đi, mau đi đi. Sợ bắt tiệp, sao ngươi còn chưa ra tay? Lẽ nào có cấu kết gì với yêu nữ này thật sao?
Không được động đậy, không được động đậy. Như vậy cũng tốt. Bác Tiệp, chúng ta xin lỗi. Bạch cô nương, Xính Đình, đừng qua đây. Gửi Bạch Bệ Hạ, Bạch Chính Định đã chết. Thần đã xác nhận rồi. Trương Diện Ái Khanh, Trương Bắc Dương đã xử lý xong hung thủ giết hoàng tử theo dương pháp. Này có thể tế máu hung thủ cho hoàng tử. Hai vị hoàng tử của bổn dương có thể an tâm mà đi rồi. Trương Bắc Dương một lần nữa lại lập công lớn, bổn dương ghi nhớ, sau ngày quốc tang sẽ có thưởng. Khởi bẩm bệ hạ, vậy một tên nghịch tặc khác thì nên xử lý thế nào? Từng nhận lời với Bạch Xính Đình, nếu cô ấy chết trên triều chúng ta, nhất định phải trả lại thi thể cô ấy về quê. Thần chỉ cầu bệ hạ tha cho người này. Hắn ta dũng mãnh một mình dám xông vào, là một nghĩa sĩ. Tha cho hắn ta đưa Bạch Xính Đình về quê an táng, các thần tử sẽ cảm kích hành động này của bệ hạ. Các bách tính sẽ khen ngợi bệ hạ có lòng khoan dung. Xin bệ hạ hãy tác thành. Bệ hạ, kẻ này rất đáng ghi. Nhìn tướng mạo hắn ta, có khi chính là gian nhân mà bên ngoài phái đến. Tuyệt đối không thể để hắn xuất cung. Hôm nay đã trả thù được cho hai hoàng tử của ta. Trời mưa tuyết là điềm lành, nên miễn tội cho các tù nhân. Đa tạ long ân. Bạch cô nương, chăm sóc cô ấy cẩn thận.